Anh em ơi, mấy ngày nay có rất nhiều chị em phụ nữ nhắn tin cho tôi anh em nha. Cụ thể là nhiều người nha. À mà chị em phụ nữ có con nha, nhắn tin để tư vấn dinh dưỡng, chứ không phải tự chị em phụ nữ nhắn tin giống như kiểu mà nhắn tin với sư phụ nha. Cái kiểu đó là tôi không làm được nha. Hỏi tôi á là tại sao con người ta học kém tiếp thu. Tôi tư vấn cái Vương Não Khang này rồi, cái bà hàng xóm á, con chậm nói thì cũng tư vấn cái Vương Não Khang luôn là làm sao. Ủa làm sao, làm sao? Bây giờ công ty người ta sản xuất ra cái sản phẩm như vậy thì tôi phải tư vấn như vậy chứ là làm sao nha. Cái Vương Não Khang này nó có tác dụng á, là hỗ trợ cho những trẻ chậm nói nè là một, hỗ trợ cho những đứa tăng động tự kỷ là hai, hỗ trợ cho những đứa học hành kém tiếp thu, kém trí nhớ là ba, hỗ trợ cho những đứa mà nghĩa là khó ngủ, bổ sung trí não là bốn nha. Đây là những cái tình trạng mà cơ bản cái Vương Não Khang hỗ trợ được, thì hỗ trợ được tôi tư vấn cái gì đâu thắc mắc trời. Trên video nào tôi cũng nói vậy mà nha. Nhưng mà ở đây tôi nói anh em nghe một cái khía cạnh mới nha. Ở đây á, có nhiều bạn á, nuôi con bạn sẽ biết nè. Con bạn á, nó có tình trạng này, các bạn để ý nha. Con bạn á, bạn nói nó không nghe. Cái tuổi mà từ 3 tuổi trở lên, 3 tuổi tới 4, 5 tuổi á, bắt đầu á, bạn nói nó không nghe. Nó cứ chơi nhảy giỡn hớt này kia, mình kêu nó không nghe, nói nó không nghe, la nó không, nó không sợ, thậm chí bằng bằng khẽ nó cũng không sợ nữa mọi người. Đó tình trạng, nó cũng tình trạng là tăng động nha, giảm chú ý nha mọi người. Và cái sản phẩm Vương Não Khang này cũng hỗ trợ tình trạng đó khá là ok luôn nha anh em nha. Thì đối với trẻ này thì bạn có thể cho bé uống ngày 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần, sau ăn là được nha. Thì liệu trình thì mình cũng tư vấn khá là ok, và trên bên trong hộp nó cũng để đầy đủ rồi nè. Anh em cứ về coi là có nha. Ngoài ra thì anh em mua cái hộp này về anh em coi ngay chỗ màu xanh xanh chỗ này giùm tôi cái. Tại cái gì đây anh em sẽ biết tại sao là liệu trình, và tại sao là dùng bao nhiêu hộp, và mình ngưng thời gian bao lâu dùng lại, thì nó sẽ có hết trên cái một cái hộp hướng dẫn như vậy. Và bạn nào mua sản phẩm về có gì không hiểu cứ nhắn hỏi mình, mình sẽ trả lời cho anh em nha. Mình tư vấn anh em trên livestream có nè, có tư vấn anh em qua tin nhắn có nè nha. Cho nên các bạn cứ hỏi thoải mái gì mình cái. Sản phẩm Vương Não Khang này của tập đoàn Dược Âu nha anh em nha, là một sản phẩm cũng khá là uy tín ở thị trường Việt Nam mình, và mình tư vấn sản phẩm này cũng 3 năm rồi nha. Hôm nay giải đáp công khai trên cái video này luôn nha anh em nha. Sản phẩm này có nhiều tác dụng đối với trẻ con trong những tình trạng mà cần bổ sung trí não nè, tăng động giảm chú ý, trẻ chậm nhớ nè, học hành kém tiếp thu nè, hoặc là chậm nói đều dùng được nha anh em nha. Tuy nhiên cái sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các bạn click vào giỏ hàng tìm hiểu, vì trong cái giỏ hàng á, trên cái link miêu tả ở chỗ này nè, các bạn nhấp vô, các bạn kéo xuống ngay phần mô tả, nó có ghi hết đầy đủ luôn á nha anh em nha. Cứ đọc giùm mình cái rồi hiểu sản phẩm ha. Tuy nhiên nhắc lại, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.